Mến chào các anh chị. Thì hôm nay Hiền sẽ chia sẻ một cái quy trình sản xuất gạch bông như thế nào để làm ra một cái viên gạch bông truyền thống do nghệ nhân của người Việt Nam làm ra. Thì các anh chị cũng biết là những cái viên gạch bông để mà làm ra một cái công trình chỉnh chu như vậy thì sẽ thực hiện ra rất là nhiều công đoạn khác nhau. Và hôm nay Hiền xin chia sẻ về từ cái công đoạn mà chúng tôi lấy nhận được cái đơn hàng, những cái mẫu mới thì chúng tôi phải thực hiện lên bản vẽ làm sao những cái họa tiết hoa văn đúng với những gì mà khách hàng yêu cầu. Sau đó chúng tôi sẽ thực hiện là vẽ lên cái viên gạch và định hình sản phẩm, thì tạo ra những cái hoa văn đường nét nó giống như vậy, thì sau đó là thực hiện đổ mẫu và gửi đến cho khách hàng. Và sau khi khách hàng đã duyệt màu và những cái mẫu hoa văn họa tiết đã đúng như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất. Thì để tạo ra một cái công trình như vậy thì tập thể Việt Tiles và luôn luôn đồng hành với kiến trúc sư của trong nước cũng như là thế giới để chăm chút tỉ mỉ và thực hiện những thao tác cẩn thận để những cái hoa văn họa tiết đó thì không bị sai lệch với nhau. Ví dụ như một cái công trình mà sản xuất là với cái số lượng cực kỳ lớn thì chúng tôi phải thực hiện nhiều chiếc rập, và những cái chiếc rập hình có hình thù và giống như là những anh em sinh đôi mà không phải khác trứng, mà sinh đôi giống như là cùng trứng, để những cái đường nét hoa văn đó khi ghép lại với nhau là tạo ra một cái hoa văn trọn vẹn cho bốn cái viên gạch lắp ráp lại. Thì đó là ở trong cái việc mà xử lý và chuyển hóa được những cái sự đam mê yêu thích của kiến trúc sư hoặc là những con người yêu cái đẹp trong cuộc sống. Thì nếu như các anh chị muốn biết thêm về cái sản phẩm này làm như thế nào cụ thể hơn nữa, và các anh chị muốn tự tay đổ những cái viên gạch lên cái viên gạch yêu thích của mình, thì Vietize cũng sẽ thực hiện những cái workshop để cho các anh chị trải nghiệm trên cái viên gạch, hoặc là dẫn con của mình từ lớp 2, lớp 3 cũng có thể tự tay làm cho cha mẹ một cái viên gạch để tự tay tặng cho các ông bà cha mẹ ở trong gia đình của mình. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chào các anh chị.